học chuyên ngành và thi cử ở Hàn Quốc có khó không? Câu trả lời của mình là khó, bởi vì thứ nhất, khi học tập ở Hàn Quốc thì các thầy cô có các bạn đều là các thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, do đó yêu cầu của các thầy cô cũng rất là cao. Thứ hai là các bạn sinh viên người Hàn Quốc học hành siêu chăm chỉ, khả năng thuyết trình, khả năng tìm kiếm tài liệu hay tổng hợp tài liệu đều cực kỳ tốt, do đó việc cạnh tranh với các bạn ấy cũng rất là khó. Thứ ba là cách tính điểm khác với hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì sẽ tính GPA là 4.0 áp dụng thang điểm 10, còn ở Hàn Quốc thì sẽ tính là GPA 4.5 áp dụng thang điểm 100. Và hệ thống tính điểm tương đối thì cũng sẽ được phân chia theo mức là 40, 40 và 20. Điều này có nghĩa là chỉ 40% các bạn trong lớp nhận được điểm A và điểm A cộng, 40% nhận được điểm B và điểm B cộng, và 20% còn lại sẽ nhận điểm C và điểm thấp hơn. Điều này có nghĩa là nếu các bạn không học hành tới mức cạnh tranh khốc liệt thì sẽ không thể lọt được vào top 40% đầu tiên, tức là điểm cao, thuyết trình tốt, tuy nhiên không xuất sắc bằng các bạn còn lại thì cũng sẽ chỉ nhận điểm B mà thôi.